Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ còn 3 phút nữa là đại lễ Phật đản và kỷ niệm 30 năm thành lập chùa Liên Hoa sẽ bắt đầu. Xin mời tất cả quý bác ở phía sau ổn định chỗ ngồi. Phía ngay bên tay phải của tôi là còn có một số ghế, mong quý vị tiến về phía này để mà chúng ta ổn định chỗ ngồi. Riêng cái hành lang này xin mong quý vị giữ trống để cho quý chư tăng ni và các em Phật tử tiến hành vào lễ đài. Cảm ơn tất cả quý vị.